Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Người phát ngôn nhóm vũ trang Houthis, ông Yahya Sari nói rằng nhóm này đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln và hai tàu khu trục Mỹ. Ngày 12 tháng 11, người phát ngôn nhóm vũ trang Houthis, ông Yahya Sari nói rằng nhóm này đã tấn công tên lửa thành công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ ở biển Ả Rập, theo đài RT. Viết trên mạng xã hội X, ông Sari cho biết ngoài cuộc tấn công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, Houthis cũng nhắm vào hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ. Theo ông Sari, các cuộc tấn công ngày 12 tháng 11 có sự tham gia của một số tên lửa hành trình và máy bay không người lái và được tiến hành trong khi người Mỹ đang chuẩn bị thực hiện các hoạt động thù địch nhằm vào Yemen. Ông Sari tuyên bố Houthis đã đạt được mục tiêu và ngăn chặn được một cuộc không kích của lực lượng Mỹ. Ông Sari cho biết thêm rằng hai hoạt động tấn công trên kéo dài 8 giờ. Lầu Năm Góc bác thông tin về cuộc tấn công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song xác nhận các tàu khu trục USS Stockdale và USS Bruins đã bị tấn công bằng khoảng 8 cuộc tấn công một chiều nhưng không có thiệt hại hay thương vong nào. Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Yemen rằng có 10 chiến binh Houthis đã thiệt mạng sau hai cuộc không kích của Mỹ bằng UAV tại tỉnh Al-Bayda. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng máy bay từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hỗ trợ các hoạt động chống lại lực lượng Houthis được Iran hậu thuẫn. Hôm 11 tháng 11, CNTCOM cũng cho biết đã không kích vào một số mục tiêu ở Syria mà Mỹ tin là có liên quan các nhóm được Iran hậu thuẫn. CNTCOM cho biết các cuộc không kích là để đáp trả các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ, nhưng không xác nhận nhóm nào đã bị nhắm mục tiêu. Tình hình Trung Đông thêm khó lường với loạt diễn biến nóng, trong đó đáng ngại nhất là việc rocket tấn công miền Trung Israel khiến 19 người bị thương mà theo Avi cáo buộc Hezbollah là thủ phạm. Ngày 2 tháng 11, cảnh sát Israel cho biết một cuộc tấn công bằng rocket từ Lebanon vào miền Trung Israel đã làm 19 người, theo hãng tin AFP. Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 2 tháng 11, giờ địa phương. Các rocket nhắm vào thành phố Tira, miền Trung Israel. Tira nằm cách thành phố Tel Aviv khoảng 25 km về phía đông bắc, gần biên giới với bờ Tây. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã đánh chặn được một số rocket phóng từ Lebanon. Cảnh sát cho biết những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Các video do Bộ Ngoại giao Israel đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói tràn từ một tòa nhà ra đường và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Đây là hậu quả từ rocket của Hezbollah bắn trực tiếp vào một tòa nhà ở thành phố Tira, 19 dân thường bị thương, Bộ Ngoại giao Israel lên tiếng sau sự việc rocket tấn công miền Trung Israel. Chúng tôi không thể và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Hezbollah ngừng hoạt động, tuyên bố cho biết thêm. Cũng trong ngày 2 tháng 11, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào Iran và trục kháng chiến. Kẻ thù, cả Mỹ và chế độ Do Thái, nên biết rằng họ chắc chắn sẽ phải nhận phản ứng dữ dội, ông Khamenei nói. Phát biểu của ông Khamenei được đưa ra một ngày sau khi lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã chặn được 3 máy bay không người lái phóng vào Israel từ Biển Đỏ. Phong trào kháng chiến Hồi giáo ở Iraq nhận trách nhiệm vụ tấn công. Về phía Mỹ, ngày 1 tháng 11, Washington thông báo triển khai thêm các tài sản quân sự tới Trung Đông, bao gồm tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom tầm xa B-52. Động thái được cho là nhằm cảnh báo Tehran trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel chưa hạ nhiệt. Nếu Iran, các đối tác hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào nhân sự hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder nói. Ông Ryder cho biết các tài sản quân sự trên sẽ bắt đầu đến Trung Đông vào những tháng tới. Mỹ triển khai B-52 và tàu chiến tại Trung Đông, cảnh báo cứng rắn đến Iran. Ngày 1 tháng 11, Mỹ đã ra thông báo triển khai loạt máy bay ném bom chiến lược B-52, chiến đấu cơ, máy bay tiếp nhiên liệu và tàu khu trục đến khu vực Trung Đông. Động thái này nhằm thay thế nhóm tàu bay sân USS Abraham Lincoln và nhấn mạnh khả năng linh hoạt của quân đội Mỹ trong việc điều chỉnh lực lượng trên khắp thế giới, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và các lực lượng có sự hậu thuẫn của Iran. Thông báo từ Lầu Năm Góc nêu rõ rằng các máy bay và tàu chiến sẽ được triển khai trong vài tháng tới, cảnh báo mạnh mẽ rằng Mỹ sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lực lượng và lợi ích quốc gia tại khu vực Trung Đông. Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington sẽ không ngần ngại phản ứng nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm tiến hành tấn công.
Kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào tháng 10 năm 2023, Mỹ đã duy trì hai tàu sân bay tại Trung Đông nhằm hỗ trợ Israel phòng thủ. Tuy nhiên, với việc tàu sân bay USS Abraham Lincoln sắp rời đi, Lầu Năm Góc sẽ cần bổ sung lực lượng để lấp khoảng trống tác chiến này, một động thái phản ánh cam kết duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực đầy bất ổn. Gần đây, căng thẳng giữa Israel và Iran trở nên nghiêm trọng hơn khi Iran đã tấn công Israel bằng 200 tên lửa đạn đạo vào ngày 1 tháng 10, dẫn đến hành động đáp trả từ phía Tel Aviv sau đó 3 tuần. Song song, Israel hiện đang chiến đấu với các lực lượng do Iran hậu thuẫn, bao gồm Hamas ở Gaza và Hezbollah tại Lebanon, đồng thời không kích nhằm vào các nhóm vũ trang ở Yemen. Trong bối cảnh này, Mỹ cam kết hỗ trợ Israel chống lại các cuộc tấn công từ những lực lượng đối lập và đảm bảo an toàn cho quân nhân Mỹ. Israel và Iran đã rơi vào vòng xoáy căng thẳng với các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng kể từ đầu năm nay, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng sau loạt không kích của Israel vào Iran cuối tuần qua. Đài CNN ngày 30 tháng 10 dẫn nguồn tin cấp cao rằng Tehran sẽ trả đũa cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran diễn ra hôm 26 tháng 10 trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11. Phản ứng của Cộng hòa Hồi giáo Iran trước hành động xâm lược của chế độ Do Thái sẽ mang tính quyết định và đau đớn, nguồn tin nói với CNN. Nguồn tin không nêu chính xác thời điểm Iran trả đũa Israel, nhưng cho biết có thể sẽ diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Iran và Israel chưa bình luận thông tin rằng Iran sẽ trả đũa Israel trước bầu cử Mỹ. Bình luận về thông tin của CNN, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng Iran không nên đáp trả các cuộc tấn công của Israel. Iran không nên đáp trả hành động trả đũa của Israel. Tuy nhiên, nếu Iran quyết định đáp trả, Mỹ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Israel, bà Jean-Pierre nói. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller không đưa ra đánh giá về những gì Iran có thể làm, nhưng nhắc lại rằng Mỹ tin rằng Tehran không nên đáp trả. Loạt quan chức Mỹ đến Trung Đông giải quyết các điểm nóng xung đột. Ngày 31 tháng 10, nhóm quan chức cấp cao của Mỹ có mặt tại Trung Đông để tìm cách giải quyết các cuộc xung đột ở dải Gaza và Lebanon, cũng như ngăn chặn đòn trả đũa từ Iran sau cuộc không kích của Israel. Ông Amos Honchek, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ và ông Brent Meacock, điều phối viên về Trung Đông của Nhà Trắng đã có mặt tại Israel trong ngày 31 tháng 10 để thảo luận về Lebanon, Gaza, Iran, các con tin và các vấn đề khác của khu vực. Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns cũng có mặt tại Ai Cập. Ngoài ra, tướng Michael Eric Kurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đến khu vực này để thảo luận về phòng thủ khu vực, một quan chức Mỹ nói với CNN. Trong tất cả các chuyến công du này, Mỹ sẽ tái khẳng định cam kết sắt đá đối với an ninh của Israel, cảnh báo về bất kỳ cuộc tấn công quân sự trực tiếp nào nữa của Iran nhằm vào Israel, theo vị quan chức. Loạt chuyến công du diễn ra vài ngày sau khi Israel không kích Iran để đáp trả cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Tehran vào Israel. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!